cuối năm công việc của em, cuối năm công việc của anh em thế nào? Tranh thủ cuối tuần này team XR của mình lại lên tour mới, đi gần chuyến này đi gần Sài Gòn thôi. Tranh thủ cuối tuần mà chạy ra ngộ chơi nó sẽ rất là tốt cho tâm trạng. Sáng nay team mình sẽ tập trung ở ngã ba Vũng Tàu. Hình như là mới chỉ có trưởng nhóm tới thôi. Hello hội trưởng. Sao mấy đứa chưa tới hả? Đang trên đường chạy lên. Em. Hả? Ở đây mà sắp chạy. Hôm nay lại là một cái tour của nhóm XR Sài Gòn. Và lại là Madame Ly làm ly lead dẫn đoàn. Các thành viên. Áo đen của ở đây đi. Thành viên mới. Sáng nay ở Đồng Nai có cái chùa nó làm hội chợ quê. Họ đã bán rất nhiều đồ ăn để làm tiền quyên góp từ thiện cho trẻ em nghèo á. Thì thành thử ra cái nhóm của mình sẽ đi ủng hộ, kết hợp tour và mấy cái sự kiện như thế này cũng hay. Cái cánh lỏng này chán ghê á. Chắc mình phải dừng lại sửa. Bộ lục giác khá là tiện dụng, mua trên Shopee nhưng mà chất lượng chán lắm nha các bạn. Vài cái chút xíu là bị lục, là bị mòn hết mấy cái gai á. Kiểu kim loại nó bị mềm. Rồi thôi đi tiếp thôi. Chỗ này là mũi tàu Lê Dũng. Có cái đường bên kia là cái đường đi vô chùa, và cũng là cái đường mà mình thường hay đi hội tràm. Để mà né cái đường quốc lộ 51 này thì đi cái đường bên đó nó sẽ rất là đỡ kẹt xe vào cuối tuần. Và cái đường trong này nè, nó có mấy cái đường cây nè, đi rất là thích. Ở ngoài kia đường quốc lộ 51 toàn đường bê tông rồi khói bụi không à. Đi nó không thích bằng cái đường như thế này. Vừa chỉ vô đường này mà mình cảm thấy cái gì nó sai sai. Đường đó xấu. Không biết bạn mình nãy ta đi đường này không nữa. Bây giờ đường nó hơi lộn xộn. Đi bánh zin nó cứ chật chật. Bánh zin mà cái đi mấy cái đường này là nó không được tự tin cho lắm. Sắp tới chắc là mình sẽ đổi cặp lớp này để đi xuyên Việt hay đi mấy đường này nó tự tin hơn. Tới chùa rồi nè các bạn. Mọi người thấy công viên nó vẻ rất là lớn nha. Ủa, có vẻ như là không thấy dấu hiệu của bạn mình rồi. Không thấy chiếc XR nào hết. Người đâu ta? Cứ chạy vô bãi giữ xe xem thử coi. Không thấy luôn. Ủa mọi người chạy trước mình mà ta. Nãy dừng lại sửa xe mà không thấy ai hết ta. Thanh niên mời các anh lên đây. Hai vị sở bên tay phải thì cho mình xuống nè. Mình chống hai chỗ. Trước ngay đi trước mà đi đường đỡ đúng không? Ủa sao đi trước mà lại tới sau là sao? Đi đường bự. Đi đường bự hả? Đây là đoàn đại biểu XR xuống thăm xuống thăm cái đây gọi là gì ta? Đây là viện chiên tu. Viện chiên tu nhưng mà hôm nay là ngày gì đó? Thăm. Sorry sơ luôn rồi. Hôm nay là ngày gì của người ta? Ủa không biết nữa. Bữa nay ngày gì vậy? Tết. Hôm nay là ngày gì mà mọi người bình thường. Ai đừng hỏi ông. Cũng như không. Mỗi tháng á là thầy sẽ tổ chức một kỳ phong tu. Nhưng hôm nay là do cuối năm nên thầy sẽ tổ chức tiệc phiên chợ quê hương để ra gây quỹ mua quà cho trẻ em nghèo tặng mùa Tết. Hướng dẫn viên mà sao nó hướng dẫn viên mà hơi bị dắt một xíu. Không, tại đi quá đi nhiều quá mệt. Hướng dẫn viên nói mà giống như đại biểu giống như sao đó. Phải có hai camera quay như là hướng dẫn viên không? Chùa với thực sự là đi ăn chùa nha mọi người. Ăn cá tiền phải ăn chùa. Ăn cá tiền đó. Ôi hết rồi món luôn mọi người. Hai rồi tí. Đúng là food tour. Lại là một food tour. Tưởng đây gọi là tour tâm linh, tour gì, tour tu gì đó, ai ngờ cũng là food tour thôi. Toàn là những gương mặt rất là tâm hồn mình ngủ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ,
bánh bèo nè. Dạ, bánh bèo ngon nè. Bánh bèo với kia là bún thịt nướng và bánh canh chả cá. Còn ba cái món này là mình mua về để dành ăn. Dạ. Quay đi lên bên đây một á. Bánh bèo ngon lắm nha các bạn. Bánh dài dài, nước mắm chè ăn lạ ghê. Ơ, khỏi bao, khỏi bao, khỏi bao, ly được rồi, ly được rồi. Dạ, dạ. Tiết kiệm bao bì. Dạ, dạ, cảm ơn. Rồi. Đâu có trà đá hả? Muốn ăn nhiều hậu trường lắm nhưng mà ở đây nhiều món quá. Hay hỏi cho chị xin miếng chè thơm nhà được. Rồi, các bạn một chén chè thơm, một chén chèo khoai môn. Cho nên ăn rồi, con bị hỏi lấy táo nha, con hỏi lấy táo ha. Ồ, có cái bè ở giữa suối ngồi để chưa kìa. Ăn xong cả nhóm mình đi một vòng tham quan tu viện này. Nó không hẳn là chùa kiểu truyền thống nên không có tháp chùa lớn nào, nhưng lại có con suối chảy qua khá yên bình, cũng có vài bức tượng La Hán và cô gái đẹp. Ở đây còn có một cái nhà trên cây, nhưng vì an toàn trong dịp đông người thế này cho nên là người ta đã cất hàng đi rồi, vì nếu nhiều người mà leo lên thì sẽ rất là nguy hiểm, vì cành cây có thể sẽ không chịu được mà gãy. Nơi đây thực sự rất là tốt cho ai làm thì thiệt luôn á, nắng rồi, nắng luôn mà nguyên đại đội mình là mặc đồ đen không luôn nè, à. Đó đồ đen không hút nắng hết luôn, hút nắng của mọi người, về thành con khô, hút nắng hết của mọi người. Anh mà thành con khô em thành con gì trời. Bây giờ tụi mình sẽ đi suối Mơ ở trên quốc lộ 20, cái đường đi Đà Lạt đó các bạn. Cái này là em gái Thư Ngô mới gia nhập đoàn sẽ dẫn mọi người đi. Nghe nói cái chỗ này nó khá là hay cho nên ví dụ như sắp tới mà anh em có đi Đà Lạt có qua quốc lộ 20 có thể là ghé vô chơi thử xem sao. Bây giờ tụi mình sẽ di chuyển cỡ 90 cây số, cũng khá xa nha các bạn, đi qua cầu La Ngà luôn. Mình sẽ đu chút xíu nha, đường đầy quá rồi. Trời, cái xe trắng chạy cũng chạy ghê, đang chạy 100 mà nó lấp dành đường nữa đó. Vậy là sau hành trình 90 km, cả hội XR của mình đã đến thị trấn Tân Phú, sân nhà của bé Thư. Hôm nay bé Thư sẽ dẫn mọi người đi khám phá thị trấn Tân Phú này, chỗ nào ăn ngon, chỗ nào vui chơi đặc sắc ở đây có thể tham khảo để biết đâu trong hành trình tiếp theo của anh em khi mà đi Đà Lạt qua quốc lộ 20 này có thể sẵn ghé vào chơi cho biết. Địa điểm đầu tiên là quán cà phê cacao, đủ loại thức uống dựa trên trái cacao luôn. Bạn có thể mua trái cacao tươi ở đây để làm quà. Mình gọi một ly sinh tố cacao. Lúc uống cứ tưởng là quán bưng nhầm sữa chua đó, nhưng sau đó mới biết là sinh tố cacao từ màu sắc đến vị y xì như một ly sữa chua đá vậy. Tiếp tục hành trình, cả nhóm sẽ đi ăn quán lẩu cá nổi tiếng ngon rễ, mà đường vô thì sẽ hơi gập ghềnh xíu. Chỗ này nó giống như một chạy cá vậy đó anh em. Xuống dưới có mấy hồ nước nhân tạo khá to, có hồ cho trẻ em tắm luôn và hồ để nuôi cá, có một con suối liên tục đổ nước vào hồ. Chỗ nào có giọng em? Cá to chưa? Cá này là tươi sống bắt tại chỗ để làm món ăn cho mọi người luôn. Cả nhóm gọi vài món cá nướng và lẩu. Cá khá to. Tổng tiền là cỡ 90k cho mọi người, giá cũng khá ổn. Cầm luôn. Nè, chụp hình dính luôn, 2-40 riêng. Ăn xong môi rồi, bây giờ cả nhóm sẽ đi vào làm xíu nào. Đây là khu vực suối Mơ, nổi tiếng ở thị trấn Tân Phú này. Trong này có nhiều thác nhân tạo khá đẹp nha. Vừa chụp hình mà vừa tắm khá vui.
đây là một nơi có thể ghé qua thử khi mà anh em đi chơi tour theo đoàn khá hay ha. Hôm nay anh đi ngủ và là xong một chuyến tour. Bây giờ các con sẽ chạy về Sài Gòn thôi. Hẹn gặp anh em trong hành trình tiếp theo. Quá mấy bạn ơi.